cho anh Sơn mấy quả bay lên nóc nhà này. Đang tác nghiệp chào cả nhà nhé. Đang tác nghiệp, tác nghiệp. Xin chào. Mặt xong thì em đu ra đến mắt thứ hai thì anh vòng cái lốp, anh đứng lên cái đốp để nhìn cái xích này nó dịch chuyển. Quay từ đầu đến ngược lại. Tức là khi mà bay lắc mạnh à. Em tên gì nhỉ? Em Hà. Hà, ở trước lưu tên này. Quên. Vâng. Cái ăn chưa vào nhóm nữa. Đồng hồ á. Thằng này này. Không, đồng hồ đi. Anh chờ em chạy mới à? À nhưng mà. Thì chờ không? Thì chờ. Không chạy công tác vậy. Để cho em giảm mỡ bụng này. Đu tí đi, chân mà. Đu cho tốt. Và không, em vợ tân à? Vào cứ đu như chị ấy này cũng được này. Cũng bằng một thôi. Bạn này còn đu được. Anh Hùng mấy anh ấy đu đi anh Hùng ơi. Thế em phải cứ giống đu đi không thì em đi xe đạp em quay cảnh của anh chạy đằng kia đẹp lắm. Lâu lâu không có kiểu tăng nghiệp đa tầng. Anh bật anh cứ chạy trước đi xong rồi. Nhân bảo như thần bảo. Anh Lương Mạnh Hùng.
Ngắt cuối lắc ngang mạnh rồi. Không, nó không còn nghĩ một tí thì nó theo nào bài vở, nó chút nó phát sạch luôn. Thế là đầu nó trong veo luôn nhỉ. Đúng không con gái? Đúng không? Oh. Giống như là con anh ấy thi đại học. Nó thi xong một cái. Anh sinh năm bao nhiêu mà con đã đại học rồi? Anh sinh năm 78. Thế mà em biết không? Ở quê toàn lấy vợ năm 17, 18 tuổi. Kinh khủng khiếp đúng không? Sao à, chị gái ra đây lại ôm con cái kia. Chị đang đọc bài thơ là tựa gối ôm cột lâu chả thấy coi xích thủ của anh đâu rồi hiểu không? Cái đứng trông theo vũ tê hoài. Ui giời. Đấy. Anh phải thêm rồi. cái vế là tựa gối ôm cột lâu chả thấy à. Trai và trai ở tay. Tình cảm của ông trai cả khóe mồm. Khóe mồm. Wow. Hôm nay mà không đu được 3 vòng là không thể nào bắt lạt được em Nguyên đâu nhá. Thầy dám bảo em Nguyên mới vào, em vào từ đầu tiên. Em Nguyên đến cùng thì đỉnh đấy, mạnh vào, có tay cao lên. Hoa rất là đẹp anh Khang, còn một tuần nữa thì hoa bắt đầu ra quả rồi. Thủ đô hai vòng đây em Nguyên, 2.5 vòng rồi. Các anh phải thua các em thì chết. Ta đỉnh cao, úi giời, ra ngoài luôn, văng mạnh ạ. Nghe như kiểu là đang ở trên xích.